Để nâng cao chất lượng chăm sóc, sức khỏe, khám chữa bệnh cho trên 90.000 người dân của huyện Văn Bàn và các vùng phụ cận năm 2021, dự án Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn với quy mô 250 giường bệnh, tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng đã được khởi công. Tuy nhiên, tiến độ dự án đang khá chậm, trong đó có những gói thầu mới chỉ hoàn thành được hơn 60% khối lượng công việc. Gói thầu số 10 Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn gồm xây dựng 6 khối nhà và hạ tầng ngoài nhà. Đến nay, tổng khối lượng đã thi công của gói thầu này mới đạt khoảng 69%. Nguyên nhân chậm là do phải điều chỉnh để thực hiện tốt các hạng mục của dự án dựng 3 cổng phụ, hệ thống chiếu sáng, tường rào xung quanh. Đến nay, với khối lượng công việc thực hiện được đạt gần 70% khối lượng thực hiện của hợp đồng. Theo tiến độ hợp đồng thì đến tháng 9 năm 2024 này sẽ bàn giao được sử dụng, tổ chức tốt thực hiện công tác tăng ca tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ thi công và dự kiến sẽ cố gắng bàn giao công trình được theo đúng tiến độ đề ra. Để đảm bảo dự án Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 9 năm 2024, theo thông báo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ đầu tư yêu cầu các đơn vị thi công phải có biểu kế hoạch tiến độ chi tiết của từng gói thầu đến từng tháng, từng tuần, từng ngày. Căn cứ trên biểu tiến độ này, Ủy ban Nhân dân huyện thường xuyên giám sát, đôn đốc và chỉ đạo xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Ban cũng đã phối hợp với các ngành của chuyên môn của huyện, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn đã tổng hợp xin ý kiến tỉnh đồng ý để bổ sung hạng mục này. Thì sau khi có tỉnh có bổ sung thì chúng tôi sẽ tiến hành triển khai các hạng mục tiếp theo. Đôn đốc các cái chủ đầu tư cũng như là đôn đốc Sở Y tế là cơ quan chủ quản lĩnh vực thì phải thường xuyên sát sao và có xây dựng được cái kế hoạch để đưa các bệnh viện vào hoạt động. Ví dụ tháng 9 này là phải đưa được Bệnh viện Đa khoa tỉnh giai đoạn 2 vào hoạt động, rồi đưa Bệnh viện Bát Sát, rồi là đưa Bệnh viện của Văn Bảo vào hoạt động. Còn các bệnh viện khác sẽ phải hoàn thành trong cuối tháng năm 2024 và chậm nhất là đến giữa năm 2025 phải hoàn thành tất cả các bệnh viện này. Từ năm 2020 đến nay, tỉnh Lào Cai đã phê duyệt đầu tư xây dựng 9 bệnh viện với tổng mức đầu tư gần 1.400 tỷ đồng ở cả tuyến tỉnh và huyện. Tuy nhiên, ngoài Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Khương đã hoàn thành, thì theo đánh giá cả 8 dự án còn lại hiện đều chậm tiến độ. Xác định rõ nguyên nhân, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đối với các dự án này là việc làm cấp thiết, cần được các địa phương, nhà thầu, đơn vị thi công quan tâm thực hiện để đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân.